Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 20 phẩm song yếu. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp, tùy pháp, từ bỏ tham, sân, si, tĩnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần xa môn hạnh. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Trong thế giới hiện đại, khi mà thông tin tràn ngập và kiến thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhiều người vẫn còn lầm tưởng rằng chỉ cần nói về những điều tốt đẹp, chỉ cần đọc và hiểu các giáo lý Phật giáo là đủ để đạt được sự giác ngộ và hạnh phúc. Tuy nhiên, câu kệ trong Kinh Pháp Cú nhấn mạnh rằng việc thực hành theo Pháp, sống một cuộc sống tỉnh giác, từ bỏ tham dục và sân hận mới thực sự là điều quan trọng. Chỉ khi thực hiện những điều này, con người mới có thể đạt được hạnh phúc và giải thoát. Khi nói đến việc thực hành, chúng ta cần hiểu rằng không chỉ là hành động đơn thuần, mà là một quá trình nội tâm sâu sắc. Hành pháp không chỉ là việc ngồi thiền hay tham gia vào các nghi lễ tôn giáo, mà còn là cách mà chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Hành pháp yêu cầu sự hiện diện của tâm trí và sự chú ý, điều này có nghĩa là chúng ta phải sống với sự tỉnh giác. Tỉnh giác là khả năng nhận thức rõ ràng về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính mình trong từng khoảnh khắc. Khi chúng ta sống với sự tỉnh giác, chúng ta có thể nhận diện và từ bỏ những ham muốn không cần thiết, những cơn giận và nỗi sợ hãi. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn cảm thấy những cảm xúc đó, mà là chúng ta sẽ không để chúng kiểm soát cuộc sống của mình. Sự tỉnh giác cho phép chúng ta quan sát cảm xúc, thấu hiểu chúng và rồi từ đó buông bỏ chúng một cách tự nhiên. Một trong những thách thức lớn nhất mà con người phải đối mặt là sự dính mắc vào những điều bên ngoài. Chúng ta thường tìm kiếm hạnh phúc từ những điều tạm bợ như danh vọng, tài sản hay tình cảm. Nhưng khi mà những thứ này không còn nữa, chúng ta lại rơi vào khổ đau. Thực hành theo pháp nghĩa là chúng ta cần từ bỏ những ham muốn này, nhìn nhận rằng tất cả đều vô thường. Bằng cách này, chúng ta có thể giải thoát bản thân khỏi sự khổ đau do chấp thủ gây ra. Để thực hành một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải có một tâm thế cởi mở và sẵn sàng. Chúng ta cần bắt đầu bằng việc nhận diện những thói quen tiêu cực trong suy nghĩ và hành động của mình. Có thể chúng ta đã có những thói quen lâu đời mà không nhận ra, như việc phán xét người khác, so sánh bản thân với người khác, hoặc nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực như ghen tị và giận dữ. Việc nhận thức được những điều này chính là bước đầu tiên để thay đổi. Sau khi đã nhận diện được những thói quen này, chúng ta cần thực hành những phẩm hạnh tốt đẹp hơn. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện lòng từ bi, tha thứ cho người khác và cho chính mình, cũng như duy trì thái độ biết ơn. Khi tâm trí chúng ta đầy ắp những suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ tự nhiên từ bỏ được những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, hành pháp không phải là một quá trình dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm. Chúng ta sẽ gặp phải những thử thách, những khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi. Trong những lúc đó, điều quan trọng là phải nhớ rằng việc thực hành là một hành trình, không phải là một đích đến. Mỗi bước tiến dù nhỏ cũng đều có giá trị, và mỗi lần chúng ta vượt qua được bản thân, chúng ta lại gần hơn với sự giải thoát. Cũng cần lưu ý rằng, việc thực hành theo pháp không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn cho mọi người xung quanh. Khi chúng ta sống một cuộc sống tỉnh giác, chúng ta sẽ lan tỏa những năng lượng tích cực tới người khác. Một tâm hồn thanh tịnh và an lạc có khả năng làm dịu đi những nỗi đau và khổ sở của những người xung quanh. Hạnh phúc của một cá nhân có thể trở thành nguồn động lực cho hạnh phúc của cả cộng đồng. Cuối cùng, câu kệ này nhắc nhở chúng ta rằng sự hiểu biết không đủ. Đôi khi, chúng ta có thể tự mãn với những gì đã biết, nhưng điều quan trọng hơn là áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống thực. Hành động là chìa khóa mở cánh cửa giải thoát. Khi chúng ta áp dụng những gì đã học vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta không chỉ tạo ra sự thay đổi cho bản thân mà còn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Việc sống với sự tỉnh giác, từ bỏ tham sân si, và thực hành theo pháp không chỉ là một lý thuyết suông, mà là một lối sống. Đó là một hành trình mà mỗi người chúng ta cần thực hiện, với sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Khi làm như vậy,
chúng ta sẽ thực sự trải nghiệm được sự giải thoát và hạnh phúc, không chỉ trong đời này mà còn trong những kiếp sống tiếp theo. Chỉ khi chúng ta thực sự sống với những lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới xứng đáng với chiếc áo cà sa thiêng liêng của người tu sĩ, và có thể tự hào là một phần của con đường giác ngộ. Trong cuộc sống hiện đại đầy rẫy những áp lực và căng thẳng, việc từ bỏ tham, sân, si trở thành một thử thách không nhỏ đối với mỗi người. Câu kệ trong Kinh Pháp Cú nhấn mạnh rằng chỉ khi nào ta thực sự hành pháp và sống một cuộc đời tỉnh giác, từ bỏ những ham muốn và sân hận, mới có thể đạt được hạnh phúc và giải thoát. Điều này không chỉ đúng trong bối cảnh tu hành mà còn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về tham, sân, si ba độc tố gây ra nhiều khổ đau trong tâm hồn. Tham lam thường xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những mong muốn vật chất đơn giản cho đến những tham vọng cao cả hơn về quyền lực, danh vọng. Mỗi khi ta cảm thấy chưa đủ, hoặc luôn muốn sở hữu nhiều hơn, đó chính là dấu hiệu của tham. Trong khi đó, sân hận lại là những cảm xúc tiêu cực dẫn đến sự thù hận và tổn thương cho chính bản thân lẫn người khác. Si mê là trạng thái không nhận thức rõ ràng về thực tại, khiến chúng ta đánh mất khả năng phân biệt đúng sai và đưa ra những quyết định sai lầm. Việc nhận biết và từ bỏ những cảm xúc này không phải là điều dễ dàng, nhưng không phải là không thể. Để bắt đầu, mỗi người có thể tự đặt câu hỏi cho chính mình, tôi có đang sống với những ham muốn và sân hận hay không? Đây là bước đầu tiên để nhận diện bản thân và hiểu rõ hơn về những điều đang diễn ra trong tâm hồn mình. Việc thực hành thiền định là một trong những phương pháp hiệu quả để giúp ta quay về với chính mình, nhận diện những suy nghĩ và cảm xúc, và từ đó, buông bỏ chúng. Thiền định không chỉ giúp chúng ta tĩnh lặng hơn mà còn giúp nâng cao khả năng quan sát và nhận thức về bản thân. Khi ta ngồi thiền, hãy tập trung vào hơi thở và quan sát những suy nghĩ chạy qua đầu. Đừng cố gắng kiểm soát chúng, hãy để chúng tự đến và tự đi. Khi bạn nhận ra một suy nghĩ tiêu cực, hãy nhẹ nhàng buông bỏ nó mà không phán xét. Qua thời gian, bạn sẽ thấy mình trở nên nhạy bén hơn trong việc nhận diện tham, sân, si và dễ dàng hơn trong việc từ bỏ chúng. Hành động từ bỏ không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà còn là việc nuôi dưỡng những phẩm chất tích cực. Tâm từ bi, sự thông cảm và lòng biết ơn là những phẩm chất mà mỗi người nên thực hành hàng ngày. Khi ta dành thời gian để giúp đỡ người khác, để thể hiện lòng biết ơn với những điều mình đang có, chúng ta sẽ dần dần nuôi dưỡng tâm hồn của mình, biến những cảm xúc tiêu cực thành những suy nghĩ tích cực. Sống chân thực không có nghĩa là phải sống khắc khổ hay khước từ những thú vui trong cuộc sống. Thay vào đó, sống chân thực là biết cách cân bằng giữa những nhu cầu cá nhân và những giá trị tâm linh. Một cuộc sống chân thực đòi hỏi chúng ta phải sống theo nguyên tắc, không bị lôi cuốn bởi những cám dỗ bên ngoài. Điều này có thể đạt được qua việc tuân thủ những quy tắc đạo đức, giới luật mà Đức Phật đã dạy. Những quy tắc này giống như một hàng rào bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại trên con đường tu hành. Cùng với việc từ bỏ tham, sân, si, sống tỉnh giác cũng rất quan trọng. Tỉnh giác là khả năng sống trong hiện tại, không bị cuốn vào những lo lắng về quá khứ hay tương lai. Khi chúng ta có thể sống trong từng khoảnh khắc, ta sẽ thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, từ đó dễ dàng nhận diện được những cảm xúc tiêu cực và buông bỏ chúng. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để thực hành chánh niệm, từ đó xây dựng thói quen sống tỉnh giác. Mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống đều có thể trở thành cơ hội để thực hành tâm tỉnh giác. Khi bạn rửa bát, hãy chú ý đến từng cái chén, từng giọt nước. Khi bạn đi bộ, hãy cảm nhận từng bước chân chạm đất. Những việc làm này sẽ giúp bạn kết nối với hiện tại, từ đó nhận diện và từ bỏ những cảm xúc tiêu cực đang gây rối cho tâm hồn mình. Cuối cùng, khi ta từ bỏ tham, sân, si và sống chân thực, chúng ta không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình mà còn có thể lan tỏa niềm vui và sự bình an đến những người xung quanh. Một tâm hồn thanh tịnh sẽ như một nguồn sáng, chiếu rọi vào cuộc sống của những người khác, khuyến khích họ cũng tìm kiếm sự giải thoát từ những ràng buộc tiêu cực. Khi ta áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày, ta không chỉ trở thành những người thực hành tốt trong giáo pháp mà còn là những tấm gương sáng cho những người xung quanh. Điều này không chỉ giúp ta sống một cuộc đời ý nghĩa mà còn tạo ra một cộng đồng hòa bình và an lạc. Thực hành và sống theo những lời dạy của Đức Phật không chỉ là một con đường tu hành, mà còn là một hành trình để tìm kiếm hạnh phúc chân thật và sự giải thoát. Từ bỏ tham, sân,
Si và sống chân thực sẽ dẫn dắt chúng ta đến gần hơn với mục tiêu này, và từng bước, ta sẽ gặt hái được những trái ngọt từ con đường mình đã chọn. Hạnh phúc và giải thoát không phải là điểm đến, mà là hành trình mà mỗi người đều có thể trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của mình. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào những ham muốn không ngừng nghỉ, những sự đòi hỏi từ bản thân và xã hội. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc thông qua những thứ bên ngoài như tiền bạc, danh vọng, hay những mối quan hệ. Tuy nhiên, câu kinh pháp cú mà chúng ta đang khám phá lại khẳng định một chân lý sâu sắc, hạnh phúc thực sự không đến từ bên ngoài, mà bắt nguồn từ bên trong, từ cách chúng ta thực hành và sống với tâm hồn mình. Để đạt được hạnh phúc và sự giải thoát, điều đầu tiên và quan trọng nhất là từ bỏ những tham lam, sân hận, và si mê ba độc tố tinh thần đang cản trở con đường đi tới an lạc. Tham lam là sự khao khát không bao giờ thỏa mãn, khiến chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn. Sân hận là những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta nuôi dưỡng, khiến tâm hồn bị ô nhiễm và bực bội. Si mê là sự thiếu hiểu biết, không nhận ra bản chất thật của cuộc sống, dẫn đến những quyết định sai lầm. Khi chúng ta học cách từ bỏ những yếu tố này, chúng ta không chỉ thay đổi suy nghĩ mà còn thay đổi cả cách sống. Một người từ bỏ tham, sân, si sẽ trở nên bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn và dễ dàng chấp nhận những biến cố trong cuộc sống. Họ sẽ có khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách sáng suốt, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Hành trình này không phải là điều dễ dàng, nhưng là một con đường cần thiết để đạt đến sự giải thoát. Trong Phật giáo, thực hành tỉnh giác Mindfulness đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đây không chỉ là một kỹ thuật thiền định mà còn là một lối sống. Khi thực hành tỉnh giác, chúng ta học cách chú ý đến những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại, không để tâm trí lạc trôi về quá khứ hay tương lai. Chúng ta nhận thức rõ ràng những cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác của bản thân mà không phán xét hay chối bỏ chúng. Điều này giúp chúng ta trở nên nhạy bén hơn với những tác động bên ngoài, từ đó dễ dàng kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Hãy tưởng tượng một ngày của bạn, có thể bạn bắt đầu bằng việc kiểm tra điện thoại, nhận thông báo, và rồi bị cuốn vào những thông tin không cần thiết. Mỗi khi như vậy, tâm trí của bạn trở nên rối bời và căng thẳng. Nhưng nếu bạn thực hành tỉnh giác, bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng cách dành một chút thời gian để ngồi thiền, hít thở sâu và lắng nghe cơ thể mình. Bạn có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, từng hơi thở ra vào. Điều này không chỉ giúp tâm trí bình an mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực. Khi bạn từ bỏ tham, sân, si và thực hành sống tỉnh giác, bạn sẽ thấy rằng mình có thể sống với một tâm hồn tự do hơn. Những lo lắng về tương lai hay những tiếc nuối về quá khứ không còn là gánh nặng. Bạn sẽ dễ dàng chấp nhận mọi thứ như nó vốn có, và không còn tìm kiếm hạnh phúc trong những điều vô nghĩa. Hạnh phúc thực sự là sự hài lòng với những gì mình đang có, là khả năng thưởng thức từng khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống. Một người tu hành thực sự không chỉ nói về giáo lý mà còn sống theo những gì mình đã học. Họ hiểu rằng thực hành là cách duy nhất để chứng minh cho bản thân và cho người khác thấy rằng những điều học được không chỉ là lý thuyết suông. Từ bỏ tham lam, sân hận, và si mê không chỉ là một hành động, mà là một quá trình dài mà trong đó người tu hành sẽ không ngừng nỗ lực và cải thiện bản thân. Điều quan trọng là chúng ta không nên đặt ra những kỳ vọng quá cao cho bản thân. Việc từ bỏ tham, sân, si là một hành trình liên tục, có thể sẽ có lúc ta vấp ngã. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, ta đứng dậy và tiếp tục. Mỗi bước đi trong hành trình này sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và gần hơn đến với hạnh phúc. Ngoài việc từ bỏ các tham vọng tiêu cực, ta cũng cần nuôi dưỡng những đức tính tích cực như lòng từ bi, trí tuệ, và sự kiên nhẫn. Những đức tính này sẽ hỗ trợ ta trong việc thực hành pháp, giúp ta có được một tâm hồn thanh thản và một cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, hãy nhớ rằng con đường đến hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một hành trình. Mỗi ngày đều là một cơ hội để thực hành, để rèn luyện bản thân, và để sống theo những lời dạy của Đức Phật. Khi chúng ta từ bỏ tham lam, sân hận và si mê, và sống với một tâm hồn tỉnh giác, chúng ta không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn cho cả những người xung quanh. Sự an lạc mà chúng ta đạt được sẽ lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người khác. Hãy bắt đầu hành trình này ngay từ bây giờ, từng bước một, với lòng kiên trì và quyết tâm. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự đạt được hạnh phúc và sự giải thoát mà mình mong muốn.
Trong thế giới hiện đại, nơi mà sự bận rộn và áp lực chi phối cuộc sống hàng ngày, việc thực hành tỉnh giác trở thành một nhu cầu thiết yếu để duy trì sự cân bằng tâm hồn. Tỉnh giác không chỉ đơn thuần là một khái niệm trong Phật giáo mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Qua việc thực hành tỉnh giác, chúng ta có thể nhận ra và từ bỏ những ham muốn, sân hận, và phiền muộn, từ đó mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc và giải thoát. Tỉnh giác, hay còn gọi là chánh niệm, là khả năng sống trong khoảnh khắc hiện tại mà không bị cuốn vào những lo lắng về quá khứ hay tương lai. Khi ta sống trong trạng thái tỉnh giác, chúng ta có thể quan sát suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình một cách khách quan hơn. Điều này giúp cho việc từ bỏ tham, sân, si trở nên dễ dàng hơn. Một trong những cách đơn giản nhất để bắt đầu thực hành tỉnh giác là thông qua thiền định. Thiền định không chỉ là một phương pháp giúp tĩnh tâm mà còn là cách để chúng ta học cách làm chủ suy nghĩ của mình. Khi bắt đầu một buổi thiền, hãy tìm một nơi yên tĩnh, ngồi thoải mái và tập trung vào hơi thở. Hãy để mọi suy nghĩ, cảm xúc và lo lắng tự nhiên xuất hiện, nhưng đừng để chúng chi phối tâm trí của bạn. Chỉ cần nhận diện chúng và quay lại với hơi thở. Qua thời gian, việc này sẽ giúp bạn phát triển khả năng quan sát và không phản ứng ngay lập tức với những cảm xúc tiêu cực, từ đó giảm bớt sự chấp thủ vào chúng. Khi ta từ bỏ những cảm xúc tiêu cực như tham lam và sân hận, chúng ta cũng dần dần học được cách đối diện với những thử thách trong cuộc sống một cách bình tĩnh hơn. Khi một người biết tỉnh giác, họ sẽ không dễ bị cuốn vào những cuộc cãi vã hay những xung đột vô nghĩa. Thay vào đó, họ sẽ xem xét tình huống một cách khách quan và tìm ra giải pháp hợp lý thay vì phản ứng một cách cảm tính. Ngoài việc thiền định, có nhiều phương pháp khác để thực hành tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày. Một trong số đó là thực hành chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày như ăn uống, đi bộ, hoặc làm việc. Khi ăn, hãy chú ý đến từng miếng ăn, cảm nhận vị ngon, mùi hương và kết cấu của thức ăn. Khi đi bộ, hãy chú ý đến cảm giác bàn chân chạm đất, hơi thở và những âm thanh xung quanh. Qua những hoạt động này, chúng ta học được cách sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, giúp tâm trí bớt bị chi phối bởi những lo lắng và căng thẳng. Tình trạng căng thẳng trong cuộc sống hiện đại thường khiến chúng ta không còn đủ thời gian và tâm trí để chăm sóc cho bản thân. Tuy nhiên, thực hành tỉnh giác không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi chúng ta sống trong tình trạng tỉnh giác, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về nhu cầu của cơ thể và tâm hồn, từ đó biết cách chăm sóc và nuôi dưỡng chúng một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, việc thực hành tỉnh giác cũng giúp chúng ta phát triển lòng từ bi và sự hiểu biết. Khi ta nhận diện rõ ràng những cảm xúc và suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng người khác cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự. Từ đó, chúng ta có thể đối xử với họ bằng sự thông cảm và từ bi hơn. Điều này không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn mà còn làm phong phú thêm trải nghiệm sống của mỗi người. Hãy nhớ rằng, việc thực hành tỉnh giác không phải là một đích đến mà là một hành trình. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi và thất vọng khi không đạt được kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy tiếp tục thực hành, vì mỗi bước đi nhỏ đều góp phần vào sự phát triển tâm linh của chúng ta. Khi đã bắt đầu thực hành tỉnh giác, hãy kiên nhẫn với bản thân. Đôi khi, bạn có thể sẽ cảm thấy mình không đạt được điều gì đặc biệt sau một thời gian ngắn. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi khoảnh khắc mà bạn sống với sự chú ý và tỉnh thức đều là một bước tiến đến việc từ bỏ tham, sân, si và đạt đến giải thoát. Tỉnh giác không chỉ là một phương pháp thực hành cá nhân mà còn có thể được áp dụng vào những tình huống xã hội. Khi một cộng đồng cùng nhau sống trong tình trạng tỉnh giác, sự hiểu biết và lòng từ bi sẽ được phát triển. Những mâu thuẫn và xung đột sẽ được giải quyết một cách hòa bình và hợp lý hơn. Điều này có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội hòa bình hơn, nơi mọi người sống và làm việc cùng nhau trong sự tôn trọng và đồng cảm. Cuối cùng, câu kệ mà chúng ta đang nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng hành động thực sự là điều quan trọng nhất. Hiểu biết về pháp là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó mà không thực hành, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được hạnh phúc và giải thoát thực sự. Hãy sống tỉnh giác, từ bỏ những điều không cần thiết và phát triển tâm hồn theo hướng tốt đẹp hơn. Chỉ khi đó, cuộc sống của chúng ta mới thực sự trở nên có ý nghĩa và đầy hạnh phúc. Buông bỏ chấp thủ là một trong những nguyên lý cốt lõi của Phật giáo. Nó không chỉ là việc từ bỏ những thứ bên ngoài,
mà còn là việc giải thoát bản thân khỏi những dính mắc sâu thẳm trong tâm trí, những gì ràng buộc con người vào khổ đau. Trong câu kệ của Pháp Cú, việc thực hành theo Pháp, sống cuộc sống tỉnh giác, tự bỏ ham muốn và sân hận được xem như nền tảng để đạt tới sự giải thoát và hạnh phúc thật sự. Chúng ta thường nghe đến việc buông bỏ, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ tại sao điều này lại quan trọng và nó có ý nghĩa sâu xa như thế nào đối với sự an lạc nội tâm. Chấp thủ là bản chất của tâm, là cách chúng ta bám víu vào mọi thứ từ vật chất, mối quan hệ, cho đến cảm xúc và suy nghĩ. Khi chúng ta chấp thủ, ta tự ràng buộc mình vào những khổ đau mà có lẽ ta không hề nhận ra. Ví dụ, ta chấp vào tiền bạc, danh vọng, khiến cho mỗi khi không đạt được điều ta mong muốn, ta cảm thấy hụt hẫng, khổ đau và bất mãn. Sự chấp thủ bắt nguồn từ lòng ham muốn và cảm giác không đủ. Chúng ta luôn muốn nhiều hơn, luôn tìm cách kiểm soát mọi thứ xung quanh để đảm bảo cảm giác an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, những gì chúng ta đang bám víu không bao giờ thực sự thuộc về ta mãi mãi, bởi lẽ tất cả đều là vô thường. Ngay cả cơ thể, tâm trí và cảm xúc của ta cũng thay đổi không ngừng, huống chi là những thứ bên ngoài. Buông bỏ không có nghĩa là ta phải từ bỏ tất cả và sống một cuộc sống khắc khổ. Trái lại, buông bỏ là cách để chúng ta nhận ra và hiểu rõ bản chất của sự vật và hiện tượng. Khi thấy rõ mọi thứ đều thay đổi và không có gì tồn tại mãi mãi, chúng ta học cách chấp nhận và không còn quá dính mắc vào chúng. Điều này giúp chúng ta sống một cách bình thản hơn, ít khổ đau hơn, bởi vì chúng ta không còn phải đau đớn khi những thứ ta yêu thích mất đi hay thay đổi. Trong thực tế, để buông bỏ, chúng ta cần phải tỉnh giác trong từng khoảnh khắc. Tỉnh giác là khả năng nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra trong tâm trí và thân thể mà không bị cuốn theo nó. Khi chúng ta thực hành tỉnh giác, chúng ta dần nhận ra những khổ đau của mình thường bắt nguồn từ sự chấp thủ vào những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn. Ví dụ, khi ta giận dữ, nếu ta không tỉnh giác, ta có thể dễ dàng hành động hoặc nói ra những điều gây hại cho người khác. Nhưng nếu tỉnh giác, ta sẽ nhận ra rằng cảm xúc giận dữ chỉ là một trạng thái tạm thời và ta không cần phải dính mắc vào nó. Tỉnh giác giúp ta nhìn nhận rõ ràng sự thật rằng mọi thứ đều là vô thường. Khi nhận thức được sự vô thường, chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Ta không còn bám víu vào những thứ vốn không thể kiểm soát được và chấp nhận rằng mọi thứ đến và đi theo cách riêng của nó. Sự buông bỏ này không chỉ giúp ta giải phóng khỏi khổ đau, mà còn mang đến sự an lạc và tự do thực sự. Một khía cạnh quan trọng khác của buông bỏ là từ bỏ cái tôi cái ngã. Phật giáo dạy rằng cái ngã là nguyên nhân chính dẫn đến khổ đau. Cái tôi luôn muốn khẳng định mình, luôn tìm kiếm sự thỏa mãn, nhưng nó không bao giờ đủ. Khi chúng ta buông bỏ cái ngã, ta dần nhận ra rằng bản thân không phải là trung tâm của vũ trụ, mà là một phần nhỏ bé trong dòng chảy của cuộc sống. Điều này không có nghĩa là ta phủ nhận giá trị của bản thân, mà là ta không còn bám víu vào cái tôi để xác định hạnh phúc hay thành công của mình. Khi buông bỏ cái tôi, chúng ta học cách sống vị tha hơn, quan tâm đến người khác và mở lòng đối với những trải nghiệm của cuộc sống. Đây là bước quan trọng để đạt được hạnh phúc và an lạc thật sự. Buông bỏ cái tôi không phải là điều dễ dàng, bởi vì cái ngã đã gắn liền với mỗi người từ khi chúng ta sinh ra. Tuy nhiên, với sự thực hành liên tục và sự tỉnh giác, ta sẽ dần giải phóng được mình khỏi những ràng buộc của cái tôi. Từ bỏ chấp thủ không chỉ giúp ích cho tâm hồn mà còn cải thiện mối quan hệ của chúng ta với thế giới xung quanh. Khi ta không còn chấp vào những mong muốn cá nhân, ta sẽ có cái nhìn rộng mở hơn và hiểu rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh bản thân. Từ đó, chúng ta có thể thấu hiểu, đồng cảm và dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Ta không còn bị ràng buộc bởi sự sân hận hay ganh tị, mà thay vào đó, ta có thể trải nghiệm tình yêu thương và lòng từ bi một cách trọn vẹn. Buông bỏ là một quá trình dài và cần sự kiên nhẫn. Nó đòi hỏi sự thực hành liên tục và lòng quyết tâm. Nhưng lợi ích của nó là không thể đong đếm. Khi ta học cách buông bỏ, ta sẽ thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Những lo lắng, bất an dần tan biến và thay vào đó là sự bình yên trong tâm hồn. Khi thực hành buông bỏ, chúng ta cũng học được rằng sự chấp nhận là một phần quan trọng của quá trình này. Chấp nhận không có nghĩa là cam chịu, mà là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống và sự vô thường của mọi thứ. Chấp nhận giúp ta không còn đấu tranh với những gì không thể thay đổi và tìm thấy sự bình yên trong hiện tại.
Cuối cùng, buông bỏ không chỉ là việc từ bỏ những thứ bên ngoài hay những cảm xúc tiêu cực bên trong. Đó còn là việc giải phóng bản thân khỏi sự dính mắc vào cái ngã và những ảo tưởng về sự kiểm soát. Khi chúng ta buông bỏ, ta sẽ tìm thấy sự tự do và an lạc thực sự. Cuộc sống không còn là cuộc đấu tranh không hồi kết, mà trở thành một hành trình của sự hiểu biết và tình yêu thương. Trong giáo lý Phật giáo, buông bỏ là con đường dẫn tới giác ngộ và giải thoát. Đó là sự từ bỏ những ràng buộc của cuộc sống, của cái tôi, và của những ảo tưởng mà chúng ta đã tạo ra. Khi ta buông bỏ, ta sẽ đạt đến sự an lạc và giải thoát, không còn bị cuốn vào vòng xoáy của khổ đau và luân hồi. Và đó chính là mục đích cuối cùng của con đường tu tập theo giáo lý Phật. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống hàng ngày, rất nhiều người có xu hướng bận rộn với những ham muốn và lo toan, quên mất rằng hạnh phúc và an lạc không đến từ những thứ bên ngoài. Câu kinh, dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp, tùy pháp, tự bỏ tham, sân, si, tĩnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh, chính là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của thực hành giáo lý Phật giáo. Để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của câu kệ này, trước tiên, chúng ta cần xem xét vai trò của thực hành trong việc đạt được giác ngộ. Có rất nhiều người học và nghiên cứu kinh điển, nhưng điều quan trọng hơn cả là biết áp dụng những điều đã học vào cuộc sống thực tế. Đôi khi, việc nói nhiều về kinh điển chỉ là một hình thức trang trí cho kiến thức mà không có nền tảng thực hành. Như vậy, hạnh phúc và sự giải thoát không chỉ là điều mà chúng ta cần hiểu mà còn phải trải nghiệm. Thực hành giáo pháp không chỉ đơn giản là việc thực hiện các nghi lễ hay hành động bề ngoài. Nó còn bao gồm việc sống một cuộc sống tỉnh giác, nhận thức rõ ràng về từng suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân. Tỉnh giác là khả năng giữ cho tâm trí luôn ở trạng thái an bình, không bị chi phối bởi những lo lắng, tham lam hay sân hận. Khi sống tỉnh giác, chúng ta có thể nhận ra những gì đang xảy ra trong tâm trí mình, từ đó dễ dàng từ bỏ những cảm xúc tiêu cực. Để từ bỏ tham, sân, si, trước hết chúng ta cần nhận thức được sự tồn tại của chúng. Tham lam không chỉ là mong muốn sở hữu nhiều vật chất, mà còn bao gồm cả những mong muốn vô hình như tình cảm, sự công nhận hay địa vị. Sân hận có thể phát sinh từ những hiểu lầm, sự bất mãn hay cảm giác bị tổn thương. Si mê thì là sự không rõ ràng trong nhận thức về bản chất thực tại. Những cảm xúc này thường giam cầm chúng ta trong một vòng luẩn quẩn của khổ đau. Vậy làm thế nào để từ bỏ những cảm xúc tiêu cực này? Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là thiền định. Thiền không chỉ giúp chúng ta tĩnh tâm mà còn giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra trong tâm trí. Thông qua thiền, chúng ta học cách quan sát mà không phán xét, từ đó dễ dàng buông bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Hãy thử dành một chút thời gian mỗi ngày để ngồi thiền, theo dõi hơi thở và chỉ đơn giản là quan sát những suy nghĩ đến và đi. Dần dần, bạn sẽ thấy rằng tâm trí trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Khi tâm đã được tĩnh lặng, việc sống tỉnh giác trong các tình huống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn nhận ra một cảm xúc tiêu cực đang xuất hiện, hãy dừng lại một chút, hít thở sâu và tự hỏi, cảm xúc này có thật sự cần thiết không? Thông qua quá trình này, bạn sẽ học được cách phản ứng thay vì phản xạ một cách tự động. Khi bạn không còn bị chi phối bởi tham, sân, si, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Bên cạnh việc từ bỏ những cảm xúc tiêu cực, một yếu tố quan trọng khác trong việc đạt được hạnh phúc và giải thoát là việc không chấp thủ vào kết quả. Chấp thủ là một trong những nguyên nhân lớn gây ra khổ đau. Khi chúng ta quá bám víu vào những gì mình muốn đạt được hoặc những gì đã xảy ra, chúng ta tạo ra một áp lực không cần thiết cho bản thân. Hãy học cách buông bỏ những mong đợi và chấp nhận mọi thứ như chúng đang là. Đời sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi bạn không còn phải gồng mình theo những kỳ vọng. Dự phần sa môn hạnh không có nghĩa là bạn phải trở thành một tu sĩ hay sống trong một ngôi chùa. Thực tế, mỗi người trong chúng ta đều có thể sống theo hạnh phúc của một sa môn ngay trong cuộc sống hàng ngày. Sa môn hạnh đề cập đến việc sống một cuộc sống thanh tịnh, từ bỏ những ràng buộc của tham lam, sân hận và chấp thủ. Đó là sự sống theo lời Phật dạy, không chỉ ở trên miệng mà còn bằng cả trái tim và hành động. Cuộc sống thanh tịnh không đồng nghĩa với việc bạn không còn tham gia vào xã hội hay không còn hưởng thụ những niềm vui nhỏ bé. Thay vào đó, nó là việc bạn sống trong sự thấu hiểu và tỉnh giác, biết rằng mọi thứ đều là tạm thời và vô thường. Bạn có thể thưởng thức bữa ăn ngon,
vui vẻ bên bạn bè, nhưng không để những điều đó chi phối cuộc sống của mình. Tận hưởng mà không dính mắc là một nghệ thuật mà chúng ta cần học hỏi. Cuối cùng, hạnh phúc thực sự không phải là một điểm đến mà là một hành trình. Nó không nằm ở việc bạn đạt được bao nhiêu mục tiêu hay sở hữu bao nhiêu vật chất, mà nằm ở việc bạn sống như thế nào. Khi bạn sống một cuộc sống tỉnh giác, từ bỏ tham, sân, si và không chấp thủ, bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc luôn hiện hữu ngay trong chính bạn, không cần phải tìm kiếm ở nơi nào khác. Mỗi ngày, hãy dành chút thời gian để tự hỏi bản thân, tôi có đang sống đúng với những gì tôi học được không? Tôi có đang thực hành những điều tôi đã hiểu không? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn giữ cho mình trên con đường tu tập và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Cuối cùng, việc thực hành theo giáo pháp không chỉ mang lại hạnh phúc cho riêng bạn mà còn có thể lan tỏa đến những người xung quanh. Khi bạn sống trong an lạc, bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho những người khác. Thực hành và sống theo giáo lý Phật giáo sẽ không chỉ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc mà còn góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 20 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 21 phẩm song yếu.